Thưa quý vị, ngay sau hội nghị công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp tục chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030 vừa diễn ra vào sáng nay. Các báo cáo tổng hợp về kết quả triển khai công tác quy hoạch và ý kiến tại hội nghị đánh giá, thời gian qua, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, nhất là thể chế, cơ chế, chính sách trong triển khai luật quy hoạch. Các địa phương đã nâng cao nhận thức về công tác quy hoạch, về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác quy hoạch trong phát triển kinh tế xã hội của các ngành, địa phương. Để đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch theo quy định của luật quy hoạch, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức nhiều cuộc họp. Sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 61 năm 2022, Chính phủ đã ban hành ngay nghị quyết số 108 để giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương. Theo đó, các bộ ngành địa phương đã khẩn trương rà soát, xây dựng và bám sát thực hiện theo lộ trình, tiến độ và kế hoạch cụ thể đối với từng giai đoạn của quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công. Các đại biểu cũng cho rằng việc tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030 là cơ hội lớn để xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển, sắp xếp, phân bổ không gian phát triển đất nước một cách bài bản, khoa học, nhằm khai thông và tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc triển khai lập quy hoạch đang gặp một số khó khăn, vướng mắc, tiến độ lập quy hoạch đang bị chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu với thực tiễn. Số lượng quy hoạch còn lại mà các bộ ngành địa phương phải hoàn thành trong năm 2023 là rất lớn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai luật quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp chính quyền dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục các hạn chế, yếu kém, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung cao độ chỉ đạo để thực hiện tốt công tác quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Sự nỗ lực và cái sự cố gắng của Ủy ban Nhân dân các cấp và đặc biệt là đồng chí Chủ tịch phải tập trung công sức, trí tuệ vào cái công việc này một cách nó nghiêm túc và sát sao, tháo gỡ những cái khó khăn, những cái vướng mắc mà khi chúng ta lập quy hoạch vướng phải. Nhưng mà các đồng chí Chủ tịch cũng phải tập trung tháo gỡ cái khó khăn cùng với lại các bộ ngành. Đấy. Tôi đề nghị là cái kinh nghiệm là tất cả chúng ta đều phải nỗ lực, tất cả chúng ta đều phải cố gắng và xem cái nhiệm vụ lập quy hoạch là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của năm 2023. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn để kịp thời sửa đổi bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật, nội dung nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ thực hiện, thuộc các bộ ngành thì các bộ ngành thực hiện, thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội xem xét quyết định. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 37 năm 2019, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch phù hợp với tình hình hiện nay, theo trình tự rút gọn, nhanh nhất có thể. Các bộ ngành và địa phương tập trung mọi nguồn lực để nhanh tiến độ lập, trình thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo nhiệm vụ được phân công. Cùng với đó là tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để bảo đảm sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Bố trí nguồn lực, đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu quy hoạch, bảo đảm thống nhất đồng bộ với việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng bộ ngành địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến bố trí không gian phát triển theo quy hoạch để phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Vấn đề quan trọng nhất là đất đai phải được sử dụng hiệu quả, khả thi, không được để treo, không để người dân bức xúc.